Ấy ô, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại của em Minzy trong series bình luận PK Server, và đây là S117 Zo đến từ server GAV cùng đến với chế độ Classic cơ bản. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh Derma YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cào em, luôn được cập nhật và đăng tải update thường xuyên như này nhé. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho em gì với cả hai kênh Derma Gaming và Derma YouTube anh em nhé. Chiến thôi anh em ơi. Gì nhỉ? Cula của server chưa kịp nhìn. Gì Lin đi nha, cho thối mõm một tí. Init không 2 UM, không có cái lý do để chúng ta không lấy em nó cả. Choi, Ezzy, nó nút thêm quả này nữa, chứ nó có tí độc dược nữa thì lấy gì ra để mà chống đỡ? Ai à, có Gonit cơ, càng nhè. Hắn là Gonit cơ, đồ đánh rất dị như gọi là. Cứ làm một mạng thôi. Cứ làm mạng một thôi anh em nhỉ. Thế thôi. Túc tắc làm gì cho đời nó. Unit cửa gì? À, né đấy à? Né à? Né à? Né thì cũng chả có ý nghĩa gì này hết. Né thì có ý nghĩa gì không? Né này. Thích né à? Né định có cái ý nghĩa gì đâu đúng không? Né cho nó có thì được. Thực ra game này bạn vô vọng rồi. Bạn né cho nó có thôi, chứ còn game này thì bạn vô vọng rồi. Ủa, trời ơi. Né cho có thôi chứ game này thì bạn vô vọng quá. Bây giờ tôi đánh thường bạn có được không? Bây giờ tôi đánh thường bạn có được không? Hai mạng. Ấy da, nhẩn nhơ ấy. Nhẩn nhơ khi hẹo anh em ạ.
đấy là tôi vẽ ra kịch bản như thế chứ nó làm gì xảy ra được anh em, đúng không? Kịch bản này nó làm gì xảy ra được, tôi vẽ cho bạn vui thôi chứ kịch bản bạn thắng tôi gần như là không có nhé. Bạn thắng tôi nó chỉ có trong tưởng tượng thôi. Bạn hiểu không? Bạn thắng thế nào được tôi? À, ôi, tên 10 đấy chết rồi. Tôi chết là không để ý rồi. Tôi hỏng rồi, loanh quanh không để ý tên 10 rồi anh em ơi. Ôi giời ơi, đúng là kịch bản bạn thắng tôi, tôi vẽ cho bạn nhưng bạn làm gì có cửa, không ngờ đấy. Bạn lại lọt khe được cái quả đấy chứ lại. Tôi không nghĩ bạn lại lọt khe quả đâu, mình lại đánh khổ, đôi khi chủ quan quá lại không nhìn tên 10 rồi lại. Khốc liệt thật. Sao không nhìn ra cái tên 10 vậy anh em? Ủa, cho bạn full tanh luôn à? Cho bạn full tanh à? Cho bạn full tanh luôn à? Kìa, bạn full tanh nên bạn sợ à? Mình dí cho bạn quả full tanh nên là bạn sợ hay nào? Bạn hơi bị rén rồi đấy. Chiru ra siêu thổ yêu đi dị leo meo Robert nhỉ. Củ cải tím bây giờ mất uy tín rồi anh ạ. Củ cải tím bây giờ cảm giác không còn uy tín như xưa nữa. Saiki à? Mày để ý thằng Saiki này chút. Nó dí thành nội tại. Ơ kìa! Bắt đầu. Nó thốt lên hai từ ơ kìa rồi đấy. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Mây lì Kasumi Terry 2003 ai à, Vanet mà Google kèo này lấy Vanet chứ anh em nhỉ, đúng không? Không biết đúng hay sai nhỉ. Bên kia Giáp, bên kia Giáp 15 và Omega Google 02 UM. À bên này gọi là Google 02 UM anh em nhé. Ôi trời ơi, sao bạn lại bỏ Benny à? Nếu bạn bỏ Benny thì mình xin thôi, có cái gì đâu. Giáp Google, giáp này có phản chó đâu. Giáp này không có phản. Vanet lại có sàn, ơi nhờ, ừ, quên mất Vanet này có boxing. Có sàn boxing đây. Vanet có sàn boxing đây. Úi ôi, láo Google. Bắt đầu bướm đậu trên người đấy. Bướm bắt đầu đậu trên người đấy. Bướm đậu trên người là biết rồi đấy nhá. Sáu tổ ong với cả bướm đậu trên người là chết rồi đấy. Hoa thơm cỏ mật đến nơi rồi đấy. Hoa thơm, à cái gì nhỉ? À, đây hoa thơm cỏ mật à? Ừ, đúng rồi nhá. Bướm đậu trên người là cái thứ cái sắc đấy thôi.
chưa đến nộ đâu ấy, đánh chưa đến nộ đâu này hỏng ấy. Đánh chưa đến nộ đâu này là hỏng ấy nhá. Ai sàn luôn. Hộ sinh đây. Đánh mình không có nộ vậy. Căng nhỉ. Mày láo á. Mày láo á. Mẹ 78 củ gọi tên. Hoa thơm bướm lượn rồi. Penny không bị tức tử à? Có anh em thấy một chấm cái gì? Giờ ai biết mùi nộ là cái gì anh em? Bây giờ mới biết mùi nộ nó là cái gì? Mình có nên để Vanet lên trên cho nó phản không nhỉ? Vanet này có phản mà nhỉ? Mình đang suy nghĩ về việc để Vanet lên trên. Mà sợ, tao lại sợ mày quá. Tao lại sợ mày quá. Tao lại sợ mày quá, lại không dám để Van Ness lên trên. Đúng rồi nha, nó là sự khác biệt. Cùng đến cái đấu tiếp theo nào. Billy của server 20. Hinato. Why? Chiru và Heaven D các bạn. Nhưng mà đối thủ AFK nữa. Nhìn này đối thủ AFK. Rồi. Của AFK mình nó nên mạnh này. Toàn lực vào không. Nói thế chứ vẫn phải đề phòng anh em ạ. Tất cả chỉ là giả dối thôi. Nhiều khi cái những cái gì mà chúng ta thấy ở trước mắt chưa chắc nó là sự thật đúng không? Mà những cái gì mà sự thật nó lại chưa chắc ở sau lưng. Bắt đầu liên thiên anh ạ. Thôi nói chung là không tin bố con đằng nào được. Nói chung là tầm này là không tin bố con đằng nào được anh em nhé. Tầm này là tôi chả tin bố con đằng nào đấy. Cứ ra đã xác định đúng không? Đã xác định ra sân thì chúng ta phải có một cái tâm lý chiến thắng. Ra sân với những con người yêu thú nhất, với những chiến thuật hợp lý nhất, để mang đến những màn gì nhở đánh mãn nhãn nhất. Đấy. Mặc dù thời điểm hiện tại này phong độ đã đi xuống quá nhiều đúng không? So với cách đây tầm khoảng 2-3 năm thôi. Hay là vậy là mình đã chơi, nếu mà để mà tâm sự lại gắn bó con game 7-8 năm này, khủng khiếp nhỉ. À không, còn hơn thì nhỉ, phải 10 năm, 9-10 năm. Con game kia là cách đây 8 năm. Ừ, 8 năm. Con số khủng khiếp. So với thời điểm cách đây bao nhiêu năm thôi nó đã khác rồi đúng không? Thời điểm cách đây rất lâu nó đã khác rồi. Hãy subscribe.
À đây tôi chơi đi gì mẹ. Đấy, mẹ mày không đùa đâu các bạn. Đấy, mẹ đùa. Đùa với chúng tôi à mẹ. Không đùa được, mẹ mày vớ vẩn khi nó còn hồi sinh nữa cơ nhiều ạ. Vớ vẩn, con chít nó còn hồi sinh nữa cơ thì đúng là chó lợn đấy. Chúng ta phải tính toán hết tất cả những cái phương án nào có thể. Rất uy lực đến từ vai, động tác hơi xấu một chút thôi nhưng mà về cái độ sát thương và khủng khiếp của vai thì chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng cả. Cùng đến với game đấu tiếp theo này. Heavenly Hentai chứ quên mất anh em. Mai Athena Paula nhân. Paula mắt chố. Julie thì chơi nào nó Paula mắt chố các bạn. Dù Paula mắt chố ít nội tại nhưng mà nó lại chất anh em hiểu không? Nó ít nội tại nhưng mà nội tại nào chất nội tại đấy anh em nhé. Chúng ta mắt chỗ khỏe phết đấy chứ đùa. Còn cái đánh nó có vào đam nữa đâu. Còn cái đánh có vào người nữa đâu anh em. Không được chủ quan này nhau. Thứ nhất không nên chủ quan, chẳng biết đâu một lần. Mọi thứ không thể lần được. Đùa nào được nói nha mẹ. Đừng đùa bọn nó anh em, còn ba mạng rồi. Nó chỗ đáy người anh em. Đừng đùa với nó, đốt đau phết đấy. Chúng mày dính tê liệt rồi à? Chúng mày dính tê liệt rồi à? Eo mày, giờ mắt chố bị quẹt chết từng một đứa anh em ạ. Khá nhiều thời gian để mắt chố đưa ra được cái án tử dành cho Dolores các bạn. Julie thì vẫn còn nguyên. Cái gì nhở, máu tím đến từ Julie nghe vẻ cũng rất thốn đấy các bạn. Đấy, đấy thốn này. Ô ô. Mình tưởng là thằng này có miễn chí tử ấy nhá. Mắt chố còn hai mạng nhiều ạ. Ui 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 ui. Vẫn rất chất lượng đến từ Paula mắt chố nhá. Ăn mừng cái điệu cũng rất chố. Như robot vậy. Ờ chính xác là cái điệu ăn mừng robot đến từ Paula mắt chố nhá anh em nhá.
Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again, thank you.